Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 2 trên địa bàn tỉnh. Hưng Yên ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19. Trung thực trong khai báo y tế, trách nhiệm của người dân. Giá cám tăng cao khiến nhiều người chăn nuôi phải bán lỗ, bỏ không chuồng trại. Thị xã Mỹ Hào giữ tín nâng cao giá trị của ao hồ trong khu dân cư. Và các bạn, hôm nay các thí sinh tỉnh Hưng Yên bước vào ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông thứ hai. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại huyện Yên Mỹ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Kiểm tra điểm thi trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục và Trung học phổ thông Minh Châu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá các điểm thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản về công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đối với những thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch bệnh và các lý do bất khả kháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát quy chế và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có những biện pháp hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của các em. Đồng chí nhấn mạnh kỳ thi chưa kết thúc thì các cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi không được chủ quan, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, nhất là khâu chấm thi. Về công tác chấm thi, ban chỉ đạo, rồi hội đồng thi phải rất là sát sao, bảo đảm chặt chẽ, công bằng, khách quan và phải đảm bảo được tất cả các phương tiện, các điều kiện cơ sở vật chất để theo dõi, giám sát quá trình chấm thi lên điểm. Cái chỗ này cũng cần phải có sự vào cuộc thêm của các đồng chí ở bên công an, rồi thanh tra sở. Kết thúc hai ngày thi, tỉnh Hưng Yên không ghi nhận trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế, không phát sinh tình huống bất thường liên quan đến dịch bệnh. Nhiều giáo viên và thí sinh nhận xét đề thi tương đương với đợt 1, bám sát kiến thức vừa sức với phần lớn thí sinh nhưng không dễ đạt điểm cao do có tính phân loại thí sinh. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chấm thi, dự kiến sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 24 tháng 8. Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính ở huyện Phù Cừ là phụ xe đường dài đã được cách ly tập trung từ trước. Trường hợp này là nam, sinh năm 1986, có địa chỉ ở thôn Nhật Lễ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ. Ngày 30 tháng 7, đi cùng bệnh nhân 146.341 từ Đà Nẵng về Hưng Yên được cách ly tập trung ngay. Ngày 6 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Như vậy đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 232 ca bệnh, nhiều nhất là huyện Yên Mỹ có 172 ca bệnh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành đợt 5 tiêm vaccine phòng COVID-19 với trên 35.000 liều. Tỉnh cũng đã phối hợp với Học viện Quân y tiêm mũi 2 thử nghiệm đợt 3 vaccine Nanocovax cho trên 4.000 tình nguyện viên tại 6 huyện thị xã. Tất cả đều đảm bảo an toàn. Vaccine này cũng vừa được Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế thẩm định đánh giá kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và giữa giai đoạn 2 là đạt yêu cầu vaccine an toàn có tính sinh miễn dịch. Vaccine giúp bảo vệ cơ thể trước dịch bệnh COVID-19, giảm nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh. Tuy nhiên, dù đã được tiêm vaccine, mọi người hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Sau đây là trao đổi của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên về những lưu ý khi tiêm phòng vaccine COVID-19. Thưa bác sĩ, hiện tại chúng ta đang triển khai mấy loại vaccine phòng COVID-19 và hiệu quả của những loại vaccine này như thế nào? Hiện tại vaccine tại tỉnh chúng ta có 4 loại vaccine đã được nhập về là vaccine AstraZeneca và vaccine Pfizer Biotech, vaccine của Mỹ và vaccine của Trung Quốc là vaccine Verocell và Sinopharm và vaccine cuối cùng là Moderna của Mỹ. Đây là 4 vaccine và tổ chức tiêm chủng cũng như mọi lần, nhưng lần này có khác là có hướng dẫn mới của Bộ Y tế để làm sao đặt kết quả không những tiêm
đạt kết quả an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng trong công tác phòng chống bệnh COVID. Vaccine mới hiện đại ở đây chúng ta đều có được kiểm định của tổ chức thế giới, được phép của tiêm của Bộ Y tế tại Việt Nam và đều có khả năng tạo miễn dịch để phòng bệnh COVID-19, đều những vaccine đều an toàn. Những đối tượng nào có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời điểm này ạ? Đối tượng đầu tiên cũng theo những cái ưu tiên của theo nghị quyết ngày mốt của chính phủ, đồng thời đối tượng tiêm cũng từ 18 tuổi trở lên đến 65 tuổi, những đối tượng ngoài 65 tuổi thì được tiêm như tiêm tại bệnh viện, đấy là những cái đối tượng tiêm. Nếu bị lỡ thời gian từ mũi tiêm 1 đến mũi tiêm 2 thì có phải tiêm lại từ đầu không thưa bác sĩ? Những người trong cái vaccine COVID thì theo khuyến cáo tổ chức thế giới là đã tiêm mũi 1 vaccine nào tiêm mũi 2 đúng vaccine như vậy và theo đúng cái lịch quy định, lịch trong cái nhà sản xuất đã cho phép tiêm khoảng cách giữa các mũi tiêm trong của cái vaccine của sản xuất và tiêm đúng cái vaccine đúng loại chủng loại. Còn hiện tại là chúng ta có nhiều đợt vaccine về, chúng ta đợt này về thì tiêm mũi đợt trước người ta tiêm mũi vaccine nào thì mình phải kế hoạch đúng đối tượng tiêm đủ cho đúng trả mũi cho mũi 2 cho đúng đối tượng đấy. Hay và trong những đợt vaccine về thì nhiều đợt thì mới chúng ta mới đủ vaccine được. Và theo cái nhà khuyến cáo một cách hai từ 8 đến 12 tuần, nếu trường hợp mà người ta tiêm muộn hơn thì cũng không ảnh hưởng gì cả mà chúng ta tiếp tục người ta phải tiêm sớm nhất khi mũi 2 chứ không tiêm lại từ đầu. Vấn đề nào là quan trọng nhất trong việc thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 ạ? Những đợt tiêm vaccine này được tổ chức cũng giống như đợt các tiêm chủng khác, nhưng những cái văn bản hướng dẫn, đặc biệt là khám sàng lọc thì có khác so với lại cái những đợt trước. Văn bản mới đây là văn bản 3445 là văn bản mới nhất để hướng dẫn các bác sĩ khám sàng lọc chi tiết, cụ thể để tránh phản ứng phụ của vaccine gây ra. Đối với người dân, thứ nhất là trước khi đến tiêm là phải khai báo trung thực tình trạng bệnh, không được giấu bệnh. Ví dụ khai báo bệnh mãn tính, đặc biệt là tiền sử dị ứng với lại thuốc, mỹ phẩm mà sau đó đến thức ăn và những cơn sốc phản vệ hoặc những thuốc sốc phản vệ đã bị trước đó. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Không nắm rõ quy định vòng vo trong khai báo y tế khiến cho người thân trong gia đình và cả khu dân cư chịu ảnh hưởng. Đó là sự việc xảy ra gần đây với những ca bệnh mới trở về từ vùng có dịch. Qua đó cho thấy tầm quan trọng việc khai báo phụ thuộc vào ý thức, sự trung thực của người dân. Nếu không, dịch bệnh sẽ xâm nhập vào địa bàn. Bệnh nhân Lương Minh A, sinh năm 2014, ở thôn Bích Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, là F1 của ca bệnh 157.770 khi tiếp xúc gần vào ngày 25 tháng 7 tại nhà ông bà ngoại. Thế nhưng điều này chỉ được gia đình khai báo khi cháu A và mẹ có dấu hiệu ho sốt vào ngày 3 tháng 8. Trong trường hợp này đã có dấu hiệu khai báo vòng vo không trung thực nhằm trốn tránh cách ly. Đáng nói, sau khai báo y tế lần đầu, các thành viên trong gia đình thuộc diện F2, F3 nhưng vẫn đi lấy hoa quả và bán tại chợ trên Hà Nội, không khai báo y tế dù trở về từ vùng có dịch. Đối với tất cả các công dân mà đi từ vùng dịch về thì đến thẳng trạm y tế xã để khai báo. Sau đó thì trạm y tế sẽ phân lập ra là những đối tượng nào thuộc nhóm cách ly tại nhà. Một số người thì người ta họ không hiểu cơ chế lây bệnh rất nguy hiểm của cái SARS-CoV-2 này và người ta sợ phải đi cách ly tập trung, người ta sợ phải xa nhà. Không khai báo y tế ảnh hưởng trước nhất là sức khỏe của chính những người thân trong gia đình, sau đó là cả khu vực dân cư sinh sống khi phải thực hiện phong tỏa, không được đi lại tiếp xúc và tham gia các hoạt động bên ngoài. Cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 đang diễn ra, tỉnh Hưng Yên có 24 em học sinh nằm trong vùng thực hiện cách ly phong tỏa, không tham gia dự thi được. Cùng với đó là sự nỗ lực hơn nhiều lần của đội ngũ tham gia phòng chống dịch các địa phương. Không may trên địa bàn xã có một trường hợp F0, một người đấy lại không trung thực trong cái khai báo y tế thì rất ảnh hưởng đến toàn thể mọi người. Thứ nhất là F1 thì khi tiếp xúc với F0 đã người ta chủ quan, đội ngũ cán bộ y tế cùng với cả là quân sự rồi tất cả những ban ngành đoàn thể đều phải lao vào để dập dịch. Khai báo y tế được coi là khâu đầu tiên quan trọng nhất trong truy vết, khoanh vùng và dập dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có quy định chặt chẽ về kiểm soát người về từ vùng dịch. Thế nhưng không phải địa phương nào cũng nghiêm túc thực hiện và người dân nào cũng có ý thức trung thực trong khai báo. Trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến cam co như thế, rất nhiều các cái lực lượng gồng mình để chống dịch. Thế nhưng một số đối tượng đã không trung thực khai báo, phải có những cái biện pháp chế tài thật là phù hợp để răn đe
và làm gương cho những người khác. Đối với cái tình hình xảy ra để bỏ sót đối tượng thì cái đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là cái ý thức của một số công dân chưa chấp hành tốt. Cái thứ hai nữa thì cũng phải thấy rằng là cái việc quản lý buông lỏng trong cái công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, thì việc trung thực chủ động khai báo y tế là hành động thể hiện trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó giúp cơ quan chức năng có thể đánh giá đầy đủ, góp phần ngăn chặn, khống chế dịch lây lan vào địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Anh Lê Văn Đệ ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, 44 tuổi thì đã có 20 năm gắn bó với công tác mặt trận tại thôn. Anh được bà con nhân dân biết đến là một người trưởng ban công tác mặt trận tâm huyết. Trong những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát cũng là lúc công việc của anh thêm bận rộn, cùng bà con quyết tâm chống dịch. Vào đầu tháng 5, khi dịch bùng phát trở lại, thôn Mãn Hòa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. Thôn thực hiện phong tỏa một phần xóm Bắc Sơn với 151 hộ dân. Thời điểm đó, anh Đệ và các thành viên đã thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân hiểu và yên tâm phòng chống dịch. Nhờ đó, đến cuối tháng 5, xóm Bắc Sơn đã được gỡ bỏ phong tỏa. Rút kinh nghiệm từ thực tế trên, đến nay thôn xã thực hiện nghiêm chặt chẽ hơn các biện pháp phòng chống dịch. Anh Đệ được coi là thành viên tích cực, anh tham gia giám sát, ngăn chặn sự giao thương tại bến đò theo quy định của tỉnh. Đối với anh, không chỉ trong công tác phòng chống dịch mà đối với mọi công việc anh đều tận tình. Chúng tôi đã phân công đầy đủ các thành viên đi từng ngõ và gõ từng nhà mà người ta có chấp hành đúng hay không, và chúng tôi đã kể cả ngày cả đêm, chúng tôi không quản ngại. Từ tháng 5 đến nay, trên địa bàn thôn Mãn Hòa không có hộ nào tổ chức đám cưới, có đám tang nhưng chỉ tổ chức gọn nhẹ theo hướng dẫn phòng chống dịch của ban chỉ đạo. Kết quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của anh Đệ, người luôn tích cực tuyên truyền tới bà con nhân dân. Chồng bà Văn Thị Nhương mất ngày 13 tháng 5 cũng là lúc dịch bùng phát trở lại. Được tuyên truyền, gia đình chỉ tổ chức đám trong phạm vi nhỏ hẹp và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K. Không may anh ấy mất thì là ban công tác mặt trận tuyên truyền hướng dẫn, cho nên là gia đình thực hiện rất nghiêm túc, nghĩa là khử khuẩn khử trùng này, cách 2 mét một người thì được không quá 20 người trong một đám tang này. Người cán bộ công tác mặt trận tâm huyết tận tình Lê Văn Đệ đã và đang tiếp tục kết nối mọi người dân trong thôn cùng chung tay phòng chống dịch bệnh và xây dựng khu dân cư ngày thêm văn minh, giàu đẹp. Hiện nay trên lúa mùa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đứng cái làm đồng. Ở một số diện tích, theo dự báo sâu cuốn lá nhỏ, sâu non sẽ nở rộ trong những ngày tới và có khả năng gây hại trên các trà lúa giai đoạn đứng cái làm đồng từ giữa đến cuối tháng 8. Sâu cuốn lá nhỏ, bướm đang vũ hóa và đẻ trứng rải rác trên các trà lúa, mật độ đơi cao từ 2 đến 3 con trên 1 mét vuông và sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Bên cạnh đó, bệnh khô vằn phát sinh và gây hại trên các trà lúa, chủ yếu ở những ruộng cấy dày bón nặng đạm, ruộng cạn nước. Diện tích nhiễm 163 ha, trong đó nhiễm nặng 1,5 ha, nông dân đã phòng trừ 68 ha. Vì vậy, bà con nông dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ phát dục của sâu trên các trà lúa để dự tính dự báo chính xác phạm vi, mức độ gây hại, diện tích cần phải phòng trừ, thời điểm phòng trừ hiệu quả để phòng trừ kịp thời nơi có mật độ sâu cao bằng các thuốc đặc hiệu. Thời điểm phun trừ khi sâu non ở tuổi 1-2 nơi có mật độ cao, thời gian phun trừ khoảng từ ngày 7 đến 13 tháng 8 năm 2021. Thị trường tiêu thụ bấp bênh do ảnh hưởng của dịch bệnh cộng với giá bán thực phẩm lại xuống thấp, trong khi giá thức ăn cũng như chi phí chăn nuôi tăng cao khiến cho không ít chủ trang trại gặp khó khăn, chấp nhận bán cắt lỗ, bỏ không chuồng trại. Bắt tay vào chăn nuôi vịt đẻ từ năm 2009, đến nay trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Truy ở thôn Phú Cốc, xã Phạm Vũ Lão, huyện Kim Động chưa một lần trống chuồng. Khi nuôi ít cũng khoảng 1.000 đến 1.500 vịt đẻ, nhiều lên đến gần 3.000 con. Thế nhưng hơn một tháng nay, 3.600 m2 chuồng trại được xây dựng bài bản với hệ thống khép kín và 3 máy ấp trứng hiện đại của gia đình anh đã bị bỏ không bởi càng nuôi càng lỗ vốn. Tầm này năm 2020 thì giá cám của chúng tôi thì nó rơi vào tầm khoảng 278.000 một bao.
Thế nhưng mà đến bây giờ thì đến thời điểm hiện tại thì nó đã tăng so với thời kỳ là cùng kỳ năm ngoái khoảng 100.000 đồng một bao. Nhưng mà từ đầu ra của bà con chăn nuôi chúng tôi thì là nó giảm một cách trầm trọng luôn. Anh em thì cứ dắt rủ bảo nhau thôi là thôi cố gắng là duy trì cái nghề của mình. Nhưng mà càng duy trì thì càng thua lỗ, từ năm ngoái đến giờ là gia đình nhà tôi thì thua lỗ được khoảng trên tỷ rồi. Huyện Khói Châu vốn là địa phương có số lượng trang trại, gia trại lớn nhất tỉnh. Năm 2020, toàn huyện có 136 trang trại và gần 500 gia trại chăn nuôi lợn và gia súc gia cầm các loại. Nhưng nay, tổng đàn cũng giảm đáng kể do những ảnh hưởng của giá thức ăn chăn nuôi, thị trường tiêu thụ bấp bênh. Hiện đàn lợn giảm gần 10.000 con, đàn gia cầm giảm trên 100.000 con. Ngành chăn nuôi hiện nay là dịch bệnh rất là rủi ro, rất là nguy hiểm. Cái lợi nhuận không hỗ trợ được cái rủi ro. Cho nên bây giờ các thành viên nó sẽ giảm trong đàn. Thời gian hợp tác xã là cao điểm lên đến 7-8 ngàn, nhưng bây giờ nó đã giảm mất tầm độ 40% rồi. Đầu tư quy mô chăn nuôi, chuồng trại với chi phí hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng, không ai muốn bị lãng phí. Song thực trạng ta bán thịt lợn thương phẩm, thịt gia cầm, trứng hay con sống giảm từ 20-40%, trong khi giá thức ăn chăn nuôi lại tăng chóng mặt, thì lời giải cho bài toán kinh tế của các hộ chăn nuôi buộc phải xuất chuồng sớm, bán cắt lỗ toàn đàn. Việc tái đàn và lấp đầy chuồng trại bỏ không cũng đứng trước nguy cơ còn kéo dài chưa biết đến khi nào. Thưa quý vị và các bạn, gìn giữ và tôn tạo ao hồ đầm trong khu dân cư đồng nghĩa với giữ gìn tôn tạo cảnh quan môi trường sinh thái, giữ cho không khí trong lành thoáng mát. Thời gian qua, nhiều địa phương đã và đang đẩy mạnh việc giữ gìn này, ghi nhận tại thị xã Mỹ Hào. Đây là khuôn viên hồ Thôn Sâu, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. Cách đây 10 năm, hồ đã được tôn tạo, làm kè đá, vỉa hè, trồng cây xanh, cây ghế đá xung quanh để người dân có chỗ thư giãn hưởng thụ không khí trong lành. Người dân sống xung quanh luôn nêu cao tinh thần tự giác, không xả thải rác nên nước hồ luôn sạch sẽ. Hồ được coi như là lá phổi xanh không thể thiếu với người dân nơi đây. Như là một cái công viên xanh của làng, nó là vừa có hồ nước lại vừa có cây xanh. Thế buổi chiều đến là các ông các bà ấy, thì mang các cháu ra đây chơi rất đông, nó mát. Cái thứ hai là nó cũng như là một cái lá phổi thì lọc không khí cho làng thôi. Xã Cẩm Xá hiện còn hơn chục ao hồ đầm với tổng diện tích khoảng trên 4 hectare, nằm ở 8 thôn. Đến nay đã có 4 hồ đã và đang được tôn tạo xây dựng thành hồ điều hòa, một nửa là hồ bơi. Các thôn còn lại sẽ có quy hoạch tôn tạo trong những năm tới. Từ những năm 10 năm trở lại đây là chúng tôi không có sở hữu đất dư xung quanh hồ ao cả, là quán triệt tất cả các thôn trong xã là giữ nguyên các ao hồ trong giữ làng. Và vừa qua chúng tôi đã triển khai vận động một số địa phương, những nhà đã lăn gọi lấp đất xung quanh hồ ao những trước kia đấy thì là nhượng lại, gọi là hiến đất để làm đường xung quanh. Trên địa bàn phường Nhân Hòa cũng có 8 ao hồ, trong đó 7 ao hồ đã được tôn tạo, xây dựng tạo cảnh quan như hồ ở tổ dân phố An Tháp được đầu tư hơn 10 tỷ đồng, kè xung quanh, làm sạch nước và xây nhà nổi, đặt bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hồ đình tổ dân phố Yên Tập được tôn tạo trước cửa đình làng, tạo ra khuôn viên cảnh quan thoáng mát, vừa là nơi sinh hoạt tâm linh mang đậm nét văn hóa cổ xưa. Tôn tạo cái hồ này, gìn giữ lại cái cảnh quan để các cụ già ra đây được nghỉ ngơi, cho các cháu như thế là rèn luyện sức khỏe. Chính vì giữ gìn đó là giữ gìn được cái nét văn hóa truyền thống, cây đa giếng nước dân đình. Hiện trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, các phường xã đều đã có danh sách cụ thể các ao, hồ phải bảo tồn, đồng thời có kế hoạch, biện pháp cụ thể để gìn giữ tôn tạo. Tới đây là Ủy ban nhân phường sẽ quản lý theo quy định những diện tích mà các tổ dân phố đã cho thầu và từng bước sẽ xử lý thu hồi cái ao mà đã san lấp trái phép. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, giá bất động sản tăng cao như thời gian qua, thì với địa phương phát triển như thị xã Mỹ Hào, việc giữ gìn, nâng cao giá trị của ao hồ trong khu dân cư là điều đáng quý. Trong khi các địa phương đang tăng cường công tác phòng dịch, hạn chế tụ tập đông người, thì thời gian gần đây, tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng trên đường 378 không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng bản thân và cộng đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều ngày 6 tháng 8, trên đường 378 đoạn đi qua xã Nhuế Dương, Thọ Vinh và Đức Hợp, có khá đông thanh thiếu niên tụ tập về đây. Từng cặp một lần lượt đua tốc độ, phóng bạt mạng, đánh võng trên đường. Nguy hiểm hơn, nhóm thanh niên còn đi sang cả phần đường ngược chiều, lạng lách, nẹp bô inh ỏi, bất chấp nguy hiểm,
khiến các phương tiện đi qua đây đều không khỏi lo sợ vì dễ xảy ra tai nạn. Tại đoạn qua xã Thọ Vinh, theo quan sát có tới gần 30 chiếc xe máy cùng nhóm thanh niên tụ tập trên đường, đa số đều không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách chuẩn bị tổ chức đua xe. Được biết trong tháng 6 vừa qua, Công an huyện Kim Động đã bắt giữ và xử phạt 7 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, bốc đầu xe với tổng số tiền là 29 triệu đồng. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần tiếp tục tuần tra kiểm soát các tuyến đường, đảm bảo sự an tâm cho người dân lưu thông an toàn.